trễ này các bạn ơi. Ôi, ba kích này các bạn ơi. Đấy, ba kích tím. Hôm nay thì Hải lại tiếp tục đi chợ phiên mọi người ạ. Hải đang có mặt tại chợ Bắc Hà vào buổi sáng sớm. Đấy, bà con đang bày các mặt hàng rất là nhiều, các thảo dược này, rồi các đặc sản, các rau củ quả trên vùng cao người ta trồng được và mang đi bán. Và bây giờ thì Hải sẽ đi quay chia sẻ cho mọi người nhé. Đấy, xin mời các bạn. Ôi, ba kích này các bạn ơi. Đấy, ba kích tím. Nói chung là có cả tím cả trắng. Đấy, nó chưa đồng đều. Đấy, cái này là đồ ngâm rượu này, chữa bệnh sinh lý này các bạn ạ. Chữa yếu sinh lý, tăng cường sinh lý. Đấy, rất là nhiều đây này. Đấy. Đây này. Đấy. Cái này là để chữa dạ dày này các bạn này. Cái này làm thuốc nhá. Đấy, các bạn nhìn thấy hình giống dạ dày chưa? Đấy, đây là thuốc nhá. Cái này là người ta lấy hoa ở trên rừng về đấy. Đấy. Đúng hình dạ dày luôn nhỉ các bạn nhỉ? Và nó cũng chữa bệnh dạ dày luôn các bạn. Cái này có cả khô cả tươi các bạn. Đấy, các bạn nào mua thì cứ alo Hải nhá. Lấm tích dương này. Còn đây là lấm ngọc cầu này. Đây chị bán nhiều lắm các bạn này. Đây này, đây là củ to này các bạn này. Đấy, ấu tẩu to. Đây, củ ấu tẩu to này các bạn. Tươi nhé các bạn nhé, đa số ở trên chợ thì toàn những củ tươi thôi. Ba kích này các bạn ơi, ba kích tím rừng này. Đấy. Cái này nó chưa đỏ hẳn, nói chung là bây giờ thì kiếm đỏ hẳn thì nó cũng khá là hiếm. Đấy, nói chung là nó cứ đá đỏ đỏ trắng trắng này này các bạn, bình quân này như thế này. Đấy. Cái này chữa bệnh sinh lý nhé các bạn nhé. Đấy. Đau xương đau khớp chữa sinh lý. Ba kích tím ạ. Không, bình bình nó như thế này thôi. Cái loại có cái loại ba kích Quảng Linh nó mới dài. Đúng rồi, nó dài như dài hơn đũa. Và ba kích tím rừng. Đấy, loại ở trên Tây Bắc chỉ như thế này thôi các bạn. Đấy, các bạn mua thì các bạn ngâm rượu luôn nhé các bạn nhé. Đấy, vận chuyển xa sợ nó thối các bạn nên ngâm rượu luôn. Đấy, không tiếc 1-2 lít rượu cả. Nếu mà ví dụ vận chuyển vào miền Nam đi mà để như này hút trên không vận chuyển thì nó chắc chắn là nó vẫn bị hư các bạn, và nó chuyển màu, nó không được đẹp. Đấy, các bạn mua thì Hải sẽ ngâm rượu luôn và chuyển cả bình luôn cho các bạn. Hải mua về Hải tự làm rửa sạch các bạn. Ba kích tím. Đấy, ở khu vực này người ta thi nhau mua lấm ngọc cẩu này các bạn ơi. Mua lấm ngọc cẩu về ngâm rượu ấy. Cái sâm keo kia là của khách à? À, tiểu chị bán em. Đang mua định mua 4 túi. À, khu vực này là sâm cau nhá, sâm cau đỏ nhá các bạn nhá. Đây bây giờ thì Hải sẽ lấy 4 bó này cho khách này. Đấy, lấy 4 bó cho khách các bạn. Đấy, người ta đang bán rất là nhiều đây này. Trễ này các bạn ạ. Đây là thằng cố nha các bạn nhé. Đây.
tổng hợp các bạn. Rồi, Hải sẽ mời mọi người đi tiếp nhé, đi xuống khu vực chợ Phong Lan các bạn. Đây là hương này các bạn này, hương bà con tự làm nhé. Đây, 10.000 một bó. 15.000 à? Một hôm em hỏi 10.000 mà. À, bây giờ thì mời các bạn xuống khu vực chợ Phong Lan xem ngày hôm Phong Lan ngày hôm nay có hoa gì đẹp không. Đây là khu vực người ta bán Phong Lan nhé các bạn nhé. Các loại chìa khóa. Ai cắt chìa khóa đây? Đây khu vực Phong Lan đây. Đây là cành táo gai các bạn. Cành táo gai đỏ. Đẹp chưa? Đây là hoa lan phi điệp vàng các bạn. Đây là những cái búi này, búi này búi nhỏ, nó chưa buộc vào thân cây thì là người ta bán 150-200 các bạn. Như kiểu cái này kìa, cái này bó này đẹp này, nó dài. Bó đấy bao nhiêu tiền này? 200 à, đẹp nhỉ, đấy. Cái này có xe ô tô được mà, đây, dài này. Đây là phi điệp vàng nhé các bạn nhé. Người ta bán mùa này nó có mùa hoa phi điệp vàng rất là đẹp. Ở đây người ta bán nhiều đây. Ở đây gỗ lũa, không biết cái gỗ gì đây, nó chưa có thể đứng kháo nhỉ. Em tưởng rổi, màu này màu rổi chứ, cái này rổi chứ anh kháo à, kháo vàng à. Kia là kháo đỏ. Đây. Hình thù rất là đẹp. Ủa cái này lặng thế. Cái này mấy tiền? 5 lít à? À. Đây là lu kháo các bạn, lu kháo kháo đỏ. Cái này anh ấy đang bán là 500.000. Cũng khá là đẹp. Cái này là người ta chỉnh sửa một tí thôi đây. Đấy. Còn mình thấy vết đeo này. Chỉnh sửa một tí thôi. Còn ở đây là lu kháo vàng. Lu kháo vàng. Chợ rất là nhiều các bạn. Chợ người ta bán những cái cây táo gai đỏ này. Đây là cành nhá. Ở bác này chuyên bán này. Bác ăn sáng à? À. Bác chuyên cây nhỏ nhỉ? Ở tay cho bẩn cho vừa sờ và mấy cái đồ kia bẩn. Thôi cháu ăn rồi mà. À, bao nhiêu nhỉ? Đây này, rất là nhiều búi các bạn. À. Ờ, cây này dễ nhiều các bạn. Đây. Nó nhỏ nhưng mà dễ nhiều. À. Cây này mùa tháng mấy nó hết đợt quả này thì mùa tháng mấy lại ra hoa? À? Tháng 2 à? À qua Tết à? À qua Tết một tí lại ra hoa nhỉ. Vâng. Táo gai đỏ. Ôi bác ơi, đánh được nhiều lắm các bạn. Ở đây có một cái nhánh con hay này. À cái này bó thôi nhỉ. Nói chung là bác ấy đánh bụi khá là to. Đấy, khả năng là dễ sống các bạn.
Ồ, cái này nó nhiều nhiều cây đấy. Một cái bó của nó đây à? À, đây. Một cây nó nhiều nhiều thế các bạn. Cây này có nhiều quả này. Đây, nó mọc ở trên đồi nha các bạn, nhìn thấy những cái cây danh, cây riếc nó ở trên đồi này. Vâng. Mà có đá. Nói chung là đồi nó có đá đúng không? Cái búi này nó nhiều nhánh này các bạn này. Thường thường là ví dụ búi này bao nhiêu tiền? Hả? 50 nghìn à? À 150. À. Đây. Búi này nó nhiều nhánh này các bạn này, đấy nhiều nhánh thế. Đấy. Ở đây là những cái cây bình quân nhỏ nhỏ thì bác có bán là 100 nghìn đến 150 nghìn các bạn này. Đấy. Rất là nhiều táo nhé, các bạn là mua thì cứ liên hệ với Hải nhé. Đấy, ở đây là người ta đánh bầu nó dễ sống các bạn. Ở trong kia thì bác còn vài cây con ấy. Đấy. Đấy. Những cái cây đấy nó quả nó ít. Nhưng mà các bạn trồng cho nó sống sang năm nó sẽ ra các bạn. Đây, đây này các bạn này. Ở đây là mình thấy là người ta bán cả thảo quả tươi các bạn. Đây. Thảo quả tươi 50.000 một cân giá tại chợ. Đấy, cái này để nếu mang về để phơi hoặc là ăn tươi cũng được các bạn. Nhưng mà thường thường là người ta phơi khô để dùng dần, để treo các bếp hoặc là phơi nắng các bạn. Thảo quả tươi. Còn đây là dây bổ máu này. Đấy. Dây bổ máu. Còn đây là lấm ngọc cầu. Đấy, rất là nhiều hoa. Còn đây là các bạn biết cây gì không? Cây thang cố. Cây thang cố để cho vào lồi thang cố đấy. Đây là phong lan đấy. Nhưng mà chưa có hoa. Ở dưới này mình sẽ xuống dưới này một tí xem có cái gì không nhá. Ở dưới đây thì mình thấy là cành thôi các bạn. Cành. Cái cành cành táo gai đỏ thôi chứ không có cây. Thường thường là mình đi hay quay cho bạn xem là cây cơ đấy, phải đi tìm những cái cây táo gai đỏ. Cái này mình đánh trên đồi nhà mình thôi nhỉ? Chứ đồi nhà người khác nó đánh chết. Vâng. Cái này mua về xong biết uốn cơ, nó mới đẹp. Bên đây là cái thế tự nhiên các bạn. Ở trên đồi nó như nào bác đánh nguyên về như thế. À, chưa qua chỉnh sửa ấn gì cả. Bùi này sai các bạn. Bùi rất là sai. Cái quả này để ăn được nhá, hoặc là ngâm rượu. Ăn được hoặc là ngâm rượu. Nhưng mà chủ yếu là người ta ngâm để là cây làm cảnh thôi. Táo gai đỏ à? Táo gai đỏ. Ăn được mà. Chúng ta sẽ lên trên này một tí nhé các bạn nhé. Chợ phiên rất là nhiều. Tàn phi điệp vàng ạ. Những cái bó nào to to thì nó rơi từ 300-400 ạ. Còn ở đây là cành táo gai này. Đấy, chúng ta sẽ di chuyển lên trên này một tí nhé các bạn nhé. Ở đây có cặp sóc ạ. Cặp sóc này. Những con như này thì người ta bán 150 một con nhé các bạn nhé. Hai con là 300. Sóc ấy.
Mà con này vận chuyển đường bưu điện này không biết là người ta cho chuyển không, mình chưa biết. Vì nó là động vật các bạn, động vật hoang dã. Đấy, nho rừng và thảo quả tươi bạn, thảo quả để cho thức ăn thôi, đây là lấm ngọc cẩu này, cái này là hoa này các bạn, chợ phiên rất là đông nhé các bạn nhé. Hải sẽ cố gắng đi quay chia sẻ cho mọi người cái diễn biến hoạt động ở trên chợ phiên. Rất mong cô dì chú bác và mọi người xem cho Hải xin một đăng ký kênh và một like để ủng hộ kênh các bạn. Ở đây là củ từ này, đây củ từ lông nhỉ, ôi ngon nhỉ, cái này luộc thì ăn hết ngon rồi, lẩu canh nữa nhỉ, lẩu canh khoai, canh gì được nhỉ, linh xương nhỉ. Ui, bao tiền cân ạ? 20.000 một cân đấy à? Không biết là mình còn tiền đấy không nhỉ. Củ từ này về luộc ăn ngon này. Lấy cho em 2 cân được không? Lấy củ nhỏ thôi. 15.000 một cân. Chọn cho em những củ nhỏ như này thôi nhá. 20.000 ạ. Ừ. À, lấy 2 cân. Vâng, lấy cho cháu củ nhỏ thôi. Mình mua về để ăn các bạn. Luộc ăn ngon mà nấu canh ăn ngon các bạn. Nấu canh cải nhỉ? Rau cải. Nấu với xương cũng được. Vâng. Mỗi tôi không có tiền mua xương lợn. Đầy tiền. 2 cân thôi, nhờ chỗ đấy thừa hay sao ấy. Mình sẽ mua 2 cân thôi các bạn. Ăn trải nghiệm thôi. Lâu lắm rồi mình chưa ăn cái củ này. Đây cháu gửi cô này. Của chú à. Mình mua 2 cân nhé các bạn nhé. Thôi mình cứ để tí quay lại lấy sau. Ngon nhờ các bạn nhờ, từ lông này. Cái này là ship được nhé các bạn nhé. Mình vừa mua 20.000 một cân. Các bạn mua thì Hải sẽ gửi cho các bạn. Đây là giá tại chợ nhé. Còn tính công của Hải nữa thì 5.000 một cân nhé các bạn nhé. Ship các bạn tự chịu. Rồi, cháu gửi một tí nhé. Cứ để tí cháu quay lại lấy. Đây thớt này các bạn này. Ở đây là người ta bán cả thớt, thân nghiến. Ôi, cái thớt này nó có nhiều hình dạng khác nhau quá. Cái này thì bầu dục tí này. Cái thớt này đường kính 30. Thớt này 250 à? 250. Thân nghiến. Đây này, lấm ngọc cẩu nhiều chưa? Lấm ngọc cẩu loại to các bạn. Còn kia là cái lu kháo đỏ à? Đây rồi. Hai loại. Loại này loại khác. To hơn. Rất là đông nhá các bạn nhé. Mọi người đi chợ, đi chơi trải nghiệm khá là nhiều các bạn. Mình sẽ đi quay chia sẻ lần lượt cho quý vị các bạn. Đây. 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 Ở đây là người ta bán rất là nhiều những cái cây thang cố này các bạn này. Đấy, các bạn mua thì có thể mua những cái cây này để trồng nhá. Nhà cái này là rẻ lắm các bạn. Ví dụ một búi này nó cũng rẻ thôi. Mua trồng được này. Đấy, mình cái này vận chuyển xa được nhá các bạn nhá. Búi này đến 50.000 không nhỉ? Đấy, tầm 50.000 một búi to này các bạn. Về trồng mọc ra để ăn dần cho vào nồi lẩu thằng cố cái thứ. Thơm lắm các bạn. Cái này ship được nhá các bạn nhá. Kia là sâm ấy các bạn này, sâm đá này. Đấy, người ta bán theo bó này, rất là nhiều. Đấy, đây là dây bổ máu này. Đấy, còn đây là chai mật ong các bạn. Mật ong đá rừng. Cái chai kia là người ta bán là 150. Chai nửa lít đấy các bạn. Còn chai này là người ta bán bình là người ta bán 200 đến 250. Chai đấy chưa được lít cơ. Một lít nó rơi vào tầm 300 cơ.
Ôi hôm nay có cái mốt này hay nhỉ, giờ mới thấy mốt sum lơ ạ. Giống như quả sum lơ ấy. Hôm nào có khách xem nhưng mà họ vẫn chưa chốt được. Úi dồi ôi. Đấy. Cái này là kháo nhá các bạn nhá, kháo đây là kháo đỏ này. Úi dồi ôi. Tròn như quả sum lơ ấy, hay nhỉ. Ôi ôi. Đây là gỗ nhá các bạn nhá, gỗ là kháo đỏ và nó sùi sùi lên này như kiểu sum lơ rất là hay các bạn. Nó mà thân nó mà khô thì nó màu đỏ, còn cái này là tươi nó màu vàng các bạn, đấy rất là đặc biệt. Đấy, khu vực này đây, rất là nhiều. Ở khu vực này gỗ lu à, gỗ lũa và những cái cây phong lan và lấm ngọc cầu. Các bác mua gì các bác cứ comment ở bên dưới video nhé, hoặc là liên hệ với Hải qua số Zalo 0379420217, Hải sẽ lấy và gửi cho các bạn. Đây mật ong này các bạn này. Hoa đu đủ đực để ngâm mật ong các bạn. Cô chuyên bán. Các bạn muốn lấy nhiều thì số lượng nhiều thì số lượng lớn thì các bạn có thể đặt qua lấy các bạn. Rất là nhiều, chỗ này chắc phải tầm 3-40 cân, 50 cân nhỉ. Nhiều lắm các bạn. Đấy, mỗi một phiên cái này để ngâm mật ong này hoặc là xào ăn này. Nhưng mà thường thường người ta để ngâm mật ong để ngâm mật ong này hoặc là ngâm rượu các bạn. Đấy. Rất là nhiều. Anh ấy bán tam thất này. Và đặc biệt ở đây là mình thấy nhiều sóc các bạn. Không có sóc vàng nhỉ. Đây là những con sóc các bạn. Bình thường là người ta bán những con này là 100 đến 150 một con các bạn. Chợ phiên. Chúng ta đang đứng ở chợ phiên Bắc Hà nhé các bạn nhé. Cực kỳ là đông. Ở bên này thì người ta bán mật ong này rất là nhiều. Hải lấy cả mật ong nữa các bạn, lấy những cái đồ ở trên rừng lấy cho khách. Hôm nay Hải lấy khá là nhiều. Đấy, bác có mật ong này. Đây là cả mật cả sáp này các bạn này. Đấy. Cái mùa này là mật này nó hiếm này các bạn này. Còn cái này thì nó nhiều. Đấy. Cái này là sáp không thôi, không có mật mấy. Còn đây là tổ ong nhộng các bạn. Đấy, ong nhộng. Cái loại này 250 nhỉ bác nhỉ? 250 một cân, thường thường là người ta bán 250 một cân cả, nói chung cả tổ các bạn, bán cả tổ nhé. Còn cái này lâu lắm này mình chưa cập nhật thông tin giá này. Cái loại này khoảng bao nhiêu tiền một cân ạ? Cái này sáp không rồi đúng không? Mấy chục rồi đúng không? 150 à? Cái này nó mới đắt hơn này. Cái này nó có mật này. 200 này. Mật ong các bạn. Đấy. Ở đây là người ta bán rất là nhiều mật ong. Đấy, các bạn lấy mật ong nào thì các bạn cứ comment nhé. Có mật ong khoái này, mật ong đá rừng này rất là nhiều. Đây, mật ong này. Ở cái loại này là ong ruồi anh nhỉ? Tổ bé tí kìa. Đây này. Đây các bạn nhìn thấy cái tổ của nó chưa? Đây. Cái chỗ ống mật ấy nó rất là bé. Mật ong ruồi. Ví dụ chai này khoảng bao nhiêu tiền một chai? 200 nghìn một chai. Chai này chai 65 nhé các bạn nhé, chưa được 1 lít. Nếu mà 1 lít nó rơi vào tầm 300 cơ đúng không? Chứ không phải là 200 như thế này. Mật ong này các bạn này. Mật ong người ta bán nhiều. Đấy, nếu mà các bạn lấy thì Hải sẽ lấy cho các bạn là mật ong khoái các bạn. Đấy, mật ong khoái nó đắt hơn một tí nhưng mà khá là ngon và là đắt nhất. Mật ong nhiều ở trên chợ các bạn. Nói chung là mật ong cả mật ong ong mật này nữa, ong mật ong đá rừng ấy. Nhưng mà cái loại này nó rẻ hơn một tí. Mật ong khoái mình hay giao cho khách là 450k một chai, chai 1 lít các bạn. 450.000 một chai 1 lít. Đấy. Nếu mà lấy hai chai đổ lên thì miễn phí ship các bạn.
quả bí, đây là những cái quả cà dại này. Cái này xào ăn này, các bạn nào ăn được đắng thì ăn. Còn đây Hải thấy là người ta bán cả chai cào cào này. Con này để cho chim ăn đây này các bạn này. Đấy, chợ phiên rất là đông. Hôm nay thì so với tuần trước thì hôm nay ít người hơn, bởi vì là ở trên Sapa ấy đang có lễ hội bắn pháo hoa nên là người ta đổ xô lên Sapa chơi hết rồi. Đấy. Nếu bình thường như ở đây đông lắm. Các bạn có thể để ý cái hôm mà mình trời mưa mình quay ấy, chỗ này đi cũng rất là đông, nhưng mà hôm nay vắng hẳn các bạn. Vắng là do ở trên Sapa có một số lễ hội nên chợ ngày hôm nay nó vắng. Đấy, từ kìa. Sâm cao. Kia là sâm cao đen. Còn bò sâm cao đen các bạn. Đấy, chúng ta đang đứng ở chợ phiên. Đấy, bà con đi chợ, đi mua hàng, khách du lịch đi chơi, đi ngắm cảnh rất là nhiều. Đâu, cho em xin. Mua cá nhá. Con nào nó chồng à? Cho xin nhá. Chưa đông đâu. 9 10 giờ. Thì bắt đầu bây giờ mới từ ở trên trên xa xuống. Hải mua từ lông ăn các bạn. Từ lông về nấu ăn rất là ngon các bạn. Nhìn mình nhìn thấy là đã kết lắm rồi đấy các bạn. Nhìn nó non này. Đấy, củ nó tươi này. Đấy, người ta mới nhổ. Ăn rất là ngon. Luộc cũng ngon các bạn. Bây giờ thì Hải sẽ mời các bạn lên khu vực chợ rượu nha các bạn nhé. Lên khu vực người ta bán rượu. Để hôm nay Hải lấy rượu để ngâm cho khách ấy các bạn. Khu vực người ta bán khèn mông. Đấy, rồi những cái gậy, gậy múa các bạn. Bán chổi này. Chổi này người ta bán 40.000 đến 50.000 một cái các bạn. Tùy theo cái chổi người ta làm size to hay là size nhỏ. Đây, bây giờ thì Hải sẽ mời mọi người ra khu vực rượu nhá các bạn nhá. Đây, khu vực hoa quả. Đây chúng ta sẽ đi xuyên ra khu vực bên này các bạn. Cứ cho xe ôm nó trở về. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Kìa, khu vực chợ gạo ở đằng kia kìa các bạn nhé. Bà con đang bán ở ngoài đấy rất là nhiều. Nhãn, chuối. Ooh.